sẽ phải hiểu về một cái khía cạnh trong cờ vây mà nó áp dụng ra cuộc sống rất là rõ ràng. Phần 1 đầu tiên là em muốn nói đến là trước hết thì làm sao để yêu thích cờ vây không ạ? Làm sao để có thể nhớ được cờ vây? Bởi vì chị có một cái đặc biệt là nó sẽ hơi khó nhớ hơn mọi người, hơi khó tư duy tốt bằng những cái bạn khác, bạn trẻ khác. Làm sao để giải quyết vấn đề đấy? Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện mà y học rồi khoa học rất từ tất cả mọi thứ người ta cũng phải tìm cách nghiên cứu, người ta cũng có cách hết. Đấy, nhưng mà em thì em không được tiếp cận với những cái khoa học đấy, em không được tiếp cận với nền y học đấy. Tất nhiên là bản thân em cũng có một số cách, bởi vì bản thân mình trải nghiệm, mình không phải là trong trường hợp đấy, nhưng mà đối với một người bình thường thì làm sao để có thể tư duy tốt, học tốt thì người bình thường cũng phải có một cách riêng. Chẳng qua là chúng ta không tổng hợp lại, không nhìn lại xem một cái cách đấy của mình là gì. Thực ra hồi học cấp 2, cấp 3 tất cả chúng ta đều có một cái tư duy làm sao để học thuộc lòng, làm sao để nhớ bài, làm sao để đi thi có thể được kết quả cao. Cá nhân mỗi chúng ta đều có cái khả năng đấy, đều có một cái cách riêng, nhưng mà chúng ta không tổng hợp lại nên không thể nói được cho người khác. Thì em đã có một thời gian tổng hợp lại, em hiểu được là nguyên lý tại sao mình có thể hiểu được, nhớ được. Còn nếu không thì chỉ mãi là học vẹt và học xong một thời gian lại quên. Muốn hiểu cái gì đó hay là thuộc cái gì đó nhanh chóng và lâu dài thì điều đầu tiên nó là mình phải yêu thích nó đã. Bây giờ ví dụ mình học một cái bộ môn, một toán, mình không yêu thích toán thì thực sự như là tất cả cái gì mình học chỉ là nhồi nhét vào đầu, chỉ là để ứng phó với một số cái kỳ thi hay là ứng phó với xã hội thôi. Nên là nếu mà chị có được một cái sự yêu thích môn, đặc biệt môn toán này, thì rõ ràng là những cái phép tính đối với chị nó trở nên rất là thú vị. Chị sẽ coi những phép tính đấy nó là một cái món ăn nào đó hay là một cái câu chuyện nào đó. Bởi vì ví dụ như là một cái hình học, chị sẽ liên tưởng đến là ví dụ tiên đề Pythagore nhỉ? Định lý Pythagore nhỉ? Thì chị sẽ hình dung ra một cái câu chuyện là trên Ai là triệu phú, là hầu hết các bạn sinh viên, ba bạn đứng lên trả lời trong tổ tư vấn ấy, đều trả lời sai. Định lý VS đấy. Thì chị tự nhiên chị hình dung ra câu chuyện này, chị nhớ, chị gắn liền với câu chuyện đấy. Thì chị yêu thích cái định lý VS đấy, yêu thích toán vì câu chuyện đấy, tức là mình gắn nó với câu chuyện nào đó. Thế là những cái kỹ thuật cao xa không nói, nhưng mà đầu tiên chị phải yêu thích đã. Chị đã phải gợi cho mình một cái gì đó gọi là thú vị. Thì cờ vây thế, chị phải có một sự yêu thích đối với cờ vây. Tất nhiên là mình có một cái yêu thích rồi đấy, mình đã hiểu được là cờ vây nó tốt, nó có những cái giá trị, chị cũng vẫn phải cần phải rèn luyện, trau dồi thêm cái sự yêu thích đấy. Tức là làm cái yêu thích nó lớn hơn bằng cách là gì ạ? Tìm cảm hứng bằng cách là xem những cái câu chuyện, đọc những câu chuyện, video hay là học hỏi từ những người khác, những người nổi tiếng trên thế giới. Làm sao để họ có thể yêu thích cờ vây như thế, người ta có thể theo đuổi cờ vây cả một cuộc đời. Đấy, thì qua những câu chuyện đấy có thể mình sẽ rút cho mình được một cái bài học ở đó và mình thêm yêu thích cờ vây. Thì đã yêu thích rồi thì chị càng học càng hiểu và càng tiến xa. Rồi, thế cái thứ hai, làm nào để mình có thể là phát triển cái tư duy của mình? Thì lúc đấy chị phải có một cái sự là trau dồi cái việc, sau khi mà mình học xong, mình yêu thích xong thì mình phải trau dồi lại nó. Tức là bước đầu tiên là mình phải học đã. Bước thứ hai là mình phải review lại, đúng không ạ? Là mình phải xem lại. Nếu mình không xem lại thì tất cả kiến thức đấy nó giống như là một cái gì đó nó trôi qua trong bộ não mình. Tất nhiên nó vẫn còn một cái gì ảo ảnh, nó rất là nhỏ thôi. Nó giống như cái chiến lược marketing. Tất cả những cái chiến lược marketing trên thế giới này nó đều hướng tới một cái, nó là không phải là cái hiệu quả ngay lập tức, mà một cái in dấu, hằn dấu lên trong trí não của mỗi người. Thì sau khi mà có cái sự in dấu lên một cái hình ảnh nào đó, ví dụ như là Tiki Tiki chẳng hạn, nó có cái bài gì cũng Trường Giang hát rất là khó chịu, em nghe rất khó chịu, nhưng mà nó cứ vọng lại trong đầu mình. Tự nhiên một thời điểm nào đó em thấy được cái quảng cáo nó giảm giá khá là sâu, thì mình tự nhiên mình mới vào mình mua. Vì đơn giản thôi, mình đã có một cái hình dung trong đầu là mình nghĩ đến Tiki rồi. Thì tự nhiên đến một ngày nào đó mình đẹp trời, mình thấy nó giảm giá, hoặc là tự nhiên mình cần cái gì đó. Mình cần mua một cái tour bus chẳng hạn. Mình chưa biết là nên ra hàng nào, mà tự nhiên thấy ở trên mạng có Tiki, mình bấm vào cái. Thế là mình thấy được là tất cả sản phẩm đều có. Thế là mình thấy hài lòng và mình sử dụng. Và mình đã sử dụng một lần rồi thì người ta sẽ có những cái
chiêu trò, phương thức để có thể làm cho mình sử dụng dịch vụ của người ta mãi mãi. Chỉ cần có được một cái nó là gợi lại trong đầu thì nó là có giá trị rồi. Thì cái việc đầu tiên là việc mình học, mình yêu thích nó là đã có giá trị, là để lại trong đầu mình cái gì đó rồi. Nhưng làm sao để cái đấy nó có giá trị lớn hơn thì là mình đi đến bài thứ hai. Bài thứ hai là mình phải review lại. Đấy. Thì nếu mà mình review tốt, mình có phương pháp thì chắc chắn là cái kết quả đem lại sẽ rất là lớn. Thì làm thế nào ạ? Thì đơn giản thôi. Sau mỗi một ván cờ, thường tại sao người ta phải xem lại một ván đấu để người ta nhìn lỗi sai, những cái nước đi mà không đúng, hay là những cái nước đi mà mình cần phải đi tốt hơn. Thì đấy là một cách để cho chúng ta có thể nhớ được cái ván cờ đấy. Nó sẽ giữ trong đầu ta khá là lâu. Và hơn nữa là mình có thể là nhớ được cái hình cờ sai đấy. Và khi mà nhớ hình cờ sai đấy thì sau này mình gặp nó thì mình sẽ khó sai lần thứ hai. Mà nếu sai lần thứ hai thì sẽ khó sai lần thứ ba. Và cái cách để chúng ta ghi nhớ thì nó đơn giản thôi. Mình làm sao để xem một video, chị xem một cái video hay chị học một cái bài, chị phải xem là cái nào mình yêu thích nhất ở trong cái bài đấy. Cũng vẫn là quay lại cái phần thứ nhất, à cái bài thứ nhất, là mình phải tìm ra cái yêu thích. Trong cái yêu thích rồi mình tìm ra những cái yêu thích hơn, những cái ưu tiên hơn để học. Nếu chị thấy là trong bài bắt quân chị có thấy có 7 cái kỹ thuật bắt quân, nhưng chị thích nhất cái kỹ thuật vồ ngược chẳng hạn, thì chị sẽ lưu trong đầu mình là cái kỹ thuật này nó quá hay, quá thú vị, chuyển bại thành thắng, thì chị thích chị tìm hiểu kỹ hơn. Từ đấy thì chị cũng sẽ có một cái ý niệm về nhìn ra được cái nước vồ ngược đấy. Thì cái đấy nó là cái mà mình sẽ phải hướng tới. Thì một cái đấy là về hai cái yếu tố chính để mình có thể học một môn, một cái bộ môn nào đó mà mình có thể yêu thích và mình có thể ghi nhớ lâu. Thì cái hiệu quả nó đem lại là gì? Hiệu quả đem lại nó là khi mà chị đã có một cái sự yêu thích và ghi nhớ được cái bộ môn đấy, cái kiến thức đấy, thì cái việc mà chị đem ra áp dụng nó rất là tốt. Chị có thể áp dụng được trong những cái trường hợp mà trước đây chị thường bỏ qua. Tức là trong những cái trường hợp ngày xưa chị đánh ván cờ, chị rất hay bỏ qua những nước ăn quân hay những nước chạy quân thông thường. Nhưng mà đến một thời điểm mà chị đã có những cái ghi nhớ rồi thì chị sẽ không bao giờ bỏ qua cái nước đấy. Nếu mà chị trong cái quá trình tập luyện thì chị sẽ nhiều lần bỏ qua. Và nhiều lần như thế chị sẽ có một cái bài học là mình không thể mắc sai lầm một lần nữa. Có cái ý niệm đấy thì chị sẽ không mắc sai lầm nữa. Bây giờ em quay lại chút để em giải thích là tại sao con người ta có thể nhớ được. Cái nguyên lý làm sao mà con người ta có thể nhớ được? Con người thường nhớ cái gì nhất? Thì con người thường nhớ cái nỗi đau là nhiều nhất. Cái niềm vui thì lại ít nhớ, nhưng mà cái nỗi đau là nhớ nhiều nhất. Vì tại sao ạ? Vì cái nỗi đau bản chất nó không khác gì niềm vui. Nó đều là một cái hình ảnh, một cái ký ức nào đó nó hiện lại trong đầu mình. Nhưng cái khác đó là mình review lại cái nỗi đau quá nhiều, trong khi đó mình không review lại niềm vui. Bởi vì cái nỗi đau rõ ràng là nó có giá trị hơn nhiều so với niềm vui. Bởi vì niềm vui chỉ có thể có được trong chốc lát, có thể thỏa mãn được, có thể tự hào. Nhưng mà dần dần trôi theo thời gian thì nó sẽ tan biến nhanh hơn so với cả nỗi đau. Bởi vì chị sẽ không có cái ngồi lại chị nhớ lại tự hào, ngày nào cũng tự hào. Nếu mà ngày nào cũng tự hào thì em cho rằng đấy là cái tốt. Vì sao ạ? Rõ ràng là nhiều người bảo là đấy là tự kiêu, tự cao, tự đại. Lúc nào cũng nghĩ về là mình là giỏi, nghĩ là mình ấy. Nhưng nếu không nghĩ mình giỏi thì con người ta sẽ khó có thể tiến lên được. Càng nghĩ mình giỏi sẽ càng cố gắng phấn đấu, càng có cái sự lạc quan trong đời. Nhưng tất nhiên là nó phải ở một cái mức độ ở đó. Nếu mà mình quá tự hào, quá tự cao thì ra đời mình sẽ bị bởi vì rõ ràng là cuộc sống chúng ta nó không hề đơn giản. Nó sẽ có những cái làm giỏi quá thì bị người ta ghét, mà kiêu quá thì người ta càng ghét. Đấy, nên là mình phải có một cái sự hạn chế trong bản thân mình. Mình rất tự hào, mình rất hãnh diện về bản thân mình, nhưng đối với những người khác thì mình nên tiết chế lại, mình không cần phải thể hiện nhiều. Nhưng bản thân mình lúc nào cũng phải coi mình giỏi. Còn nếu không coi mình giỏi sao ạ? Thì rõ ràng là không tốt. Vậy mình phải biết là mình giỏi cái gì, mình mạnh cái gì, mình hơn người ta cái gì. Mình phải nhận thức được đó, chứ không có lúc nào ra. Vâng, lúc nào ra ngoài đường. Nhiều người dạy rằng là, em thấy nhiều diễn giả dạy rằng là mình phải biết khiêm tốn.
nhưng mà khiêm tốn quá thành tự tự ti. Cái tự ti là cái rất xấu. Mình khiêm tốn nó là khiêm tốn với người ngoài, nhưng bản thân mình không được khiêm tốn với bản thân mình. Mình biết là mình giỏi, mình môn toán mình giỏi nhất trường, tại sao mình lại đi khiêm tốn với bản thân mình? Mình cứ nghĩ trong đầu là tất cả trong trường này không có đứa nào hơn mình hết, và mình sẽ tiến lên một cái mức độ mà không thể có ai chạm tới được. Mình càng ngày càng cố gắng lên. Đấy, nó làm động lực. Vâng, làm động lực để mình tiến lên nữa, chứ không phải là tự cao quá rồi dừng lại. Còn những cái người mà tự ti quá, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình chưa giỏi, mình vẫn phải đi vượt qua những người khác. Cứ đi tìm để vượt qua những người khác để làm cái gì? Bởi vì bản thân những mỗi cá nhân chúng ta, mỗi người đều có cái giỏi riêng. Chúng ta không cần phải đi đuổi theo một ai cả. Mà giả sử chúng ta có đuổi theo vượt qua người ta nữa thì chắc gì chúng ta đã thành công, bởi vì chúng ta có thể giỏi hơn họ ở môn toán là số 1 thế giới, nhưng ở những bộ môn khác thì mình không bằng người ta, không bằng những người khác. Vì thế chúng ta không cần phải đi đuổi theo một ai cả. Chúng ta phải nâng cái giá trị bản thân của mình lên theo cái cách mà chúng ta muốn. Ví dụ chúng ta có thể giỏi môn toán, chúng ta tập trung môn toán. Còn chúng ta giỏi thứ nhì môn toán nhưng mà chúng ta lại thích nghiên cứu khoa học, thiên văn học, thì đấy là quyền lựa chọn của mỗi người. Chúng ta không nên tự ti để cố gắng trở thành một cái gì đó nó giống như nhiều ông giáo sư, bác học. Tại sao kêu nghèo? Bởi đơn giản thôi, ông ấy cố gắng trở thành một cái gì đó nhất thế giới ở một cái bộ môn, và ông ấy quá quá tự cao và đôi khi cũng quá tự ti. Là mình tại sao mình có thể là thua những người khác mà cứ cố gắng bám lấy một cái mục tiêu cố định, không tìm hiểu xem là mình thiếu những cái gì, không mở quay lại để nhìn thấy bản thân mình thiếu cái gì, thì lúc đấy thì rất khó để có thể là hoàn thiện bản thân. Quay trở lại một chút, có một cái nỗi đau thì mình thường nhớ lâu. Em không nói là tốt hay xấu nhá, nhưng niềm vui thì lại nhanh tan biến. Đấy, thì nó giống như một cái ván cờ vây. Khi mà mình thất bại hay mình đánh sai một nước thì mình sẽ rất nhớ cái nước đi đấy và rất nhớ cái ván cờ đấy. Nhưng những cái ván mình thắng thì mình có bao giờ mình quay lại mình xem mình sai cái gì, mình đúng cái gì không ạ? Lúc đấy còn đang mải vui. Vâng, thì hầu hết các kỳ thủ nói thật là thắng thì thường không xem lại, thua thì xem lại, nhưng mà còn có, nói chung là hầu hết các kỳ thủ không thèm xem lại một ván nào hết, đánh thôi. Thì cái việc học của mình nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều, mình không thể học được xa. Mình học có thể rất nhanh nhưng mà không học được xa. Các bạn có thể đánh rất nhiều, có thể quen tay nhưng không thể tiến được xa hơn nữa. Đấy, nó sẽ bị chững lại bởi vì mình học kiến thức quá nhiều rồi. Và những cái người mà đã giỏi rồi thường người ta sẽ không muốn quay lại để hoàn thiện bản thân. Đấy, giống như ông bác học, như bài học của anh vừa nói là thường sẽ không quay lại để hoàn thiện bản thân nữa mà tiếp tục tiến lên. Bởi vì tự ti, luôn tự ti là mình chưa phải là giỏi nhất, mình vẫn luôn cố gắng tiến lên, nhưng mà tiến lên trong vô vọng, bởi vì bản thân mình ở những cái khía cạnh khác mình chưa được tốt. Ví dụ ông có thể giỏi nghiên cứu khoa học nhưng đối nhân xử thế chưa chắc đã tốt, gia đình chưa chắc đã hạnh phúc, rất nhiều thứ khác. Vì thế nên là phải đôi khi phải bỏ đi cái tôi và bỏ đi cái vinh quang, và mình cũng không nên tự ti phải đi chiếm lấy số 1, mình là số 2, số 3 cũng được, nhưng mình quay lại mình yêu thương gia đình, mình chăm sóc bản thân, sức khỏe, mình có nhiều thời gian cống hiến hơn. Có rất nhiều câu chuyện như thế. Thì rồi quay trở lại là khi mà một ván cờ thì chị nên xem lại tất cả những điểm yếu và những điểm tốt của mình đánh được. Vì điểm tốt thì mình phải tiếp tục phát huy, còn điểm yếu thì mình phải thay đổi, và mình cũng đồng thời xem được cái điểm yếu, điểm tốt của đối phương để mình có thể học cho mình, đúng không ạ? Thì nói chung nỗi đau là cái dễ nhớ lâu và dễ nhớ, bởi vì chúng ta ôn lại thì chúng ta phải lấy cái đấy ra để làm bài học. Là trong cờ vây cũng tương tự, thì cái ứng dụng của cờ vây nó cũng không khác gì một cuộc đời, một cuộc sống. Nên là mình đánh một ván cờ nó không khác gì là mình đang sống một cuộc đời. Thì chị sẽ sống rất nhiều cuộc đời ở trong những bàn cờ vây, bởi vì không có bàn cờ nào giống bàn cờ nào cả, nó thiên biến vạn hóa. Thì đấy là cái ý nghĩa của một ván cờ mà em hướng tới. Còn rất nhiều người coi một ván cờ là bình thường cũng không sao cả, bởi vì rõ ràng là đơn thuần nó chỉ là một trò chơi. Nhưng mà để chúng ta có thể nhận thức được rằng đây là cuộc sống thì chúng ta mới thấy được là cái sâu xa của một cái ván cờ như nào. Mà hiểu được cái sâu xa thì mình bắt đầu áp dụng ra cuộc sống rất là tốt. Thì đấy, thì em nói đến phần thứ hai. Phần thứ hai là cái liên quan rất nhiều đến một ván cờ này. Phần đầu tiên là làm sao để yêu cờ vây nhá.
Thì trong đó em nói đến hai bài review ấy, thì bài đầu tiên là phải yêu thích đã, yêu thích cái bộ môn rồi nhá. Và thứ hai là phải ứng dụng được cái việc yêu thích đấy. Thì muốn ứng dụng được thì chúng ta phải xem lại thật nhiều và tìm ra những cái điểm hay, điểm dở để chúng ta có thể học hỏi từ đấy. Và cái phương pháp nhớ lâu nhất nó là mình phải khắc ghi những cái mà sai lầm, những cái mà mình chưa làm được, và mình cũng phải khắc ghi luôn cả những cái tốt đẹp mà mình đã làm được, đúng không ạ? Thế thì chị khắc ghi ngủ thì thôi, xong ngủ tốt chị lại quên. Thì với cái phương pháp này chắc chắn là chị sẽ tiến bộ hơn trong cái việc ghi nhớ, bởi vì có rất nhiều người khả năng ghi nhớ không tốt, nhưng mà người ta dùng cái phương pháp này là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả, là cái phương pháp là mình review lại bất kể một cái sự kiện nào đó, chị cũng review lại, chị thích cái gì thì nhớ cái đấy. Còn tất nhiên có rất nhiều phương pháp khác, như là phương pháp là gắn liền sự vật, sự việc, hiện tượng với một cái gì đó, câu chuyện nào đó, nhưng cái đấy em không nói bởi cái đấy nó khá là xa và mình không nên tập trung quá về đấy. Thì đấy, đấy là cái phần đầu tiên. Phần thứ hai thì em hôm nay muốn nói thuyết giảng một chút về cái sống chết thực sự có số hay không. Rất thú vị. Sống chết có số, rất nhiều người nói câu này. Và tại sao hôm nay em lại nói về vấn đề này? Bởi vì câu chuyện gần đây, có một câu chuyện nó là một vụ quét sạch